Xe điện VinFast VF E34 bị bắt gặp trên đường thử. Những hình ảnh ngụy trang của xe sử dụng động cơ điện hoàn toàn của hãng VinFast đang chạy thử ở những địa hình thực tế. Một mẫu xe điện được cho là VinFast VF E34 trong lớp ngụy trang xuất hiện tại một địa điểm gần cửa khẩu biên giới khiến nhiều người ngạc nhiên vì sự hiện diện của nó. Mặc dù đã có khá khá những hình ảnh về VinFast VF E34 từ chạy thử đến công khai trên trang web, nhưng lần xuất hiện công khai trong lớp ngụy trang tại cửa khẩu biên giới khiến nhiều người đặt câu hỏi về vấn đề này. Dù được bao bọc kỹ lưỡng, vẫn có thể nhận ra đây là VF E34 bởi những chi tiết như kiểu dáng, đèn trước, đèn sau và bộ mâm đặc trưng. Ngoài ra, khác với hình ảnh công bố thì lần lộ diện này, VF E34 còn có thêm đèn sương mù phía dưới và kiểu đèn hậu chưa được hoàn thiện. Theo các thông tin thì có thể mẫu xe VF E34 được đưa sang văn phòng thí nghiệm Ultrangeau Quality Technology Service để hoàn tất các chứng nhận an toàn trước khi xuất sang các thị trường khác. Được biết, Ultrangeau Quality Technology Service là một công ty chứng nhận an toàn toàn cầu có trụ sở chính tại Northbrook, Illinois của Mỹ, được Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Mỹ ANHI công nhận và có văn phòng tại 46 quốc gia, trong đó có phòng thí nghiệm đặt tại Thường Châu, một thành phố thuộc Giang Tô, Trung Quốc. TikTok vượt qua Facebook trở thành ứng dụng được tải nhiều nhất thế giới. Được công ty ByteDance ra mắt phiên bản quốc tế vào năm 2017, TikTok đã vượt qua các ứng dụng thuộc sở hữu của Facebook, bao gồm Facebook, WhatsApp, Instagram và Facebook Messenger, về lượt tải xuống ngay cả tại nước Mỹ. Cô Nina, 37 tuổi ở Portland, Mỹ, chia sẻ với báo Nikkei rằng: "Tôi thường xuyên xem video của các nghệ sĩ đăng lên đó sau khi họ không đi biểu diễn trực tiếp nữa vì đại dịch." Ông chủ của Zalo muốn niêm yết tại Mỹ thông qua SPAC định giá cao nhất 3 tỷ đô. Tập đoàn VNG đang cân nhắc tới việc niêm yết cổ phiếu tại Mỹ thông qua SPAC với một công ty khác, theo một nguồn tin tiết lộ với Bloomberg. Công ty đang làm việc với các cố vấn tài chính để tổ chức thảo luận với các SPAC, công ty mua lại có mục đích đặc biệt nhằm tìm ra một điều hợp lý và tiềm năng. Thương vụ này có thể định giá VNG ở mức khoảng từ 2 đến 3 tỷ đô la Mỹ. Các cuộc họp hiện nay vẫn đang diễn ra và cũng không loại trừ khả năng VNG sẽ tìm đến các cách huy động vốn khác. Đại diện của VNG thì cho biết không có quyết định về IPO hoặc là SPAC nào được đưa ra hoặc thông qua và từ chối bình luận. Còn trước đó, VNG đã xem xét tới tiềm năng niêm yết trên sàn Nasdaq từ năm 2017. Nếu như đạt được thỏa thuận SPAC, VNG sẽ là công ty mới nhất tại Đông Nam Á góp mặt trong danh sách những doanh nghiệp muốn niêm yết tại Mỹ thông qua thỏa thuận mua bán sáp nhập. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp 485 tỷ đồng thành lập công ty sản xuất pin và ắc quy. Tập đoàn Vingroup đã công bố thông tin về việc góp vốn hơn 934 tỷ đồng để thành lập hai công ty mới. Cụ thể, Vingroup sẽ góp 51% vốn, tương đương 510 tỷ đồng để thành lập công ty cổ phần giải pháp năng lượng VinES. Công ty này có vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng. Hai cổ đông sáng lập khác là ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch của tập đoàn Vingroup với 48,5% cổ phần và bà Phan Thu Hương sở hữu 0,5% vốn. Như vậy là tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã chi ra tới 485 tỷ đồng để góp vốn vào VDS, và đây cũng là số ít doanh nghiệp trong hệ thống tập đoàn Vingroup do ông Phạm Nhật Vượng đứng tên cổ đông lớn bên cạnh quỹ giải thưởng VFuture. Ngành nghề kinh doanh chính của VDS là sản xuất pin và ắc quy. Chủ tịch hội đồng quản trị VDS là bà Mai Hương Nội, hiện nay cũng là phó tổng giám đốc Vingroup. Bên cạnh đó thì tập đoàn Vingroup cũng đã góp 99,8% vốn trong tổng số 425 tỷ đồng vốn điều lệ ban đầu để thành lập công ty cổ phần nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo VinAI. Ông Bùi Hải Hưng, viện trưởng Viện Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo VinAI Research trực thuộc công ty Vintech, và ông Nguyễn Minh Hoài, trưởng nhóm nghiên cứu tại VinAI Research, đều nắm giữ 0,1% cổ phần của tổ chức mới thành lập này. Hoạt động kinh doanh chính của công ty này đó là nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ. Chủ tịch hội đồng quản trị VDI là bà Nguyễn Mai Hoa. Bà Hoa hiện nay cũng giữ vị trí tổng giám đốc Vinpearl. Trước đó thì bà từng đảm nhận các vị trí như tổng giám đốc VinSmart, người đại diện theo pháp luật của OneMouth Group. Hai công ty con này đều được thành lập tại ngày 4 tháng 8 2021 và có chung trụ sở tại tòa nhà văn phòng Symphony, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. VinFast Founder đạt doanh số kỷ lục, hai đại diện của VinFast góp mặt trong top 10. VinFast đã công bố kết quả kinh doanh tháng 7/2021 của mình. Tiếp tục đà tăng doanh số của tháng 6, mẫu hatchback hạng A từ VinFast là VinFast Value đã ghi nhận doanh số cao kỷ lục trong vòng 1 tháng. Theo đó thì hãng này đã bán được tổng cộng 3.782 chiếc xe trong tháng vừa qua. Trong đó VinFast Value chiếm đến 77% doanh số với 2.928 xe. So với tháng 6, doanh số của Fadil tăng 376 xe, tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam, cao gấp hơn 2 lần mẫu xe xếp thứ 2 là Toyota Vios.
Mẫu sedan Lux A2.0 cũng có một tháng thành công với doanh số 778 xe, tăng hơn 60 xe so với tháng trước. Lux A2.0 cũng lọt vào top 10 chiếc xe bán chạy nhất thị trường với vị trí thứ 9. Trong khi đó thì mẫu Lux SA2.0 đạt doanh số 76 chiếc. Đáng chú ý là sự xuất hiện của VinFast Lux A2.0 đã gián tiếp đẩy Mitsubishi Xpander ra khỏi cuộc đua. VinFast hé lộ trợ lý ảo nói tiếng Việt trên ô tô. Một video ghi lại cảnh người dùng sử dụng các tính năng liên quan đến trợ lý ảo trên xe của VinFast đang lan truyền một cách mạnh mẽ trên mạng xã hội. Cụ thể thì người điều khiển xuất hiện trong video này sử dụng câu lệnh Hey VinFast để ra lệnh và trò chuyện với chiếc xe. Trong đoạn video, có thể thấy rằng người điều khiển thực hiện nhiều câu lệnh khác nhau, từ yêu cầu trợ lý ảo điều chỉnh điều hòa nhiệt độ cho tới mở nhạc, thực hiện cuộc gọi hay là kể chuyện cười. Một điểm đặc biệt nữa đó là trợ lý ảo này có khả năng trò chuyện ở mức độ cơ bản với người dùng, cho thấy mức độ hoàn thiện của nó khá là cao. Chiếc xe được dùng trong đoạn video là một mẫu xe Lux. Màn hình sử dụng cho xe là màn hình lớn, gắn ngoài chứ không phải là màn hình zin của xe. Từ đó thì có thể dự đoán trợ lý ảo đang được tích hợp trên màn hình gắn ngoài này chứ chưa được đưa vào hệ thống của xe. Theo các thông tin rò rỉ, đây tiếp tục là một sản phẩm của viện nghiên cứu dữ liệu lớn VinBig Data, đơn vị vừa cho thử nghiệm tính năng tự lái cấp độ 4 cho xe điện của Vingroup tại Nha Trang. Hiện tại, có khá nhiều các nhà sản xuất cung cấp các tính năng nhận diện giọng nói trên ô tô. Các hãng xe lớn như Mercedes hay BMW kép đều cung cấp một số tính năng tương tự trên các dòng xe sang của họ. Tuy nhiên, thì các trợ lý này không hỗ trợ nhận diện tiếng Việt. Hé lộ chị Vivi trên VinFast là MC kỳ cựu dẫn thời sự VTV có thể phải thu hàng chục nghìn câu thoại. Vivi là trợ lý giọng nói tiếng Việt thông minh hỗ trợ đến hơn 100 tính năng, sẽ có mặt trên các mẫu xe VinFast sắp ra mắt trong thời gian tới. Ngày 10 tháng 8 vừa qua, một đoạn clip ghi lại cảnh một người trực tiếp trò chuyện với xe VinFast đang gây chú ý trên mạng xã hội. Theo thông tin từ Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBig Data thuộc Vingroup, nhân vật trò chuyện với người bên trong xe là Vivi, trợ lý giọng nói biết tiếng Việt sử dụng cho toàn hệ sinh thái ô tô VinFast, nhà thông minh VinHomes và nhiều lĩnh vực khác của Vingroup. Trong đoạn clip, trợ lý ảo Vivi nói giọng nữ. Theo VinBig Data, giọng nói này đến từ một người rất quen thuộc trên truyền hình là biên tập viên Hoài Anh, thường xuất hiện trong các chương trình thời sự. Ngoài ra, Vivi còn cho phép người dùng chọn được nhiều giọng đọc từ các miền, có thể chọn giọng nam hoặc giọng nữ tùy ý. Do đó, ngoài biên tập viên Hoài Anh, Vivi sẽ có giọng nói của nhiều MC nổi tiếng khác. Vivi là trợ lý ảo thông minh mà theo VinBig Data, trợ lý này có thể hỗ trợ tới hơn 100 tính năng bao gồm thông tin, tiện ích, giải trí, dịch vụ và điều khiển xe thông minh. Cách thức hoạt động của Vivi cũng tương tự như các trợ lý ảo nổi tiếng như Siri của Apple hay Google Assistant của Google. Người sử dụng chỉ cần nói Hey VinFast là trợ lý Vivi sẽ có phản hồi và trả lời các câu hỏi mà người dùng đưa ra. Theo như đoạn clip thì Vivi có thể làm được khá nhiều việc như điều chỉnh điều hòa khi người dùng nói đang nóng, tìm kiếm thông tin như Google hay có thể kể một câu chuyện cười, v.v. Nhờ công nghệ xử lý giọng nói mà Vivi có thể cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, VinBig Data cho biết khả năng nhận diện tiếng Việt của Vivi chính xác đến 98%, tỷ lệ lỗi khi nhận dạng giọng nhỏ hơn 6% khi có kết nối mạng và 15% khi mất kết nối mạng. Để có được khả năng nhận diện giọng nói chính xác như vậy, VinBig Data có một nguồn dữ liệu câu hỏi và câu trả lời khổng lồ. Sẽ có rất nhiều người tham gia đọc, mỗi người khoảng 200 câu với đủ loại tình huống và nội dung đa dạng. Bên cạnh đó, nhân vật đứng sau Vivi như biên tập viên Hoài Anh hay các MC khác sẽ phải thu tới hàng chục ngàn câu trả lời tương ứng. Hiện tại, trợ lý ảo Vivi đang được thử nghiệm trên mẫu xe Lux SA2.0, nhưng màn hình là loại cảm ứng cỡ lớn sẽ có trên VSE35 và VSE36. Không loại trừ khả năng, trợ lý ảo Vivi cũng sẽ có mặt trên cả VSE34 sắp được bàn giao tới khách hàng từ tháng 11 tới. Bởi theo công bố của VinFast, mẫu xe này cũng sẽ có những tính năng kết nối thông minh. Trong tương lai, Vivi cũng có thể sẽ được tích hợp trong toàn bộ sản phẩm ô tô của VinFast bán ra trên thị trường. Trên thị trường quốc tế, nhiều hãng xe lớn đã và đang phát triển và ứng dụng công nghệ trợ lý ảo lên ô tô như Mercedes-Benz, BMW, Ford, v.v. Phần lớn các hãng kết hợp với Google để đưa Google Assistant lên xe. Tuy nhiên, lợi thế của Vivi tại Việt Nam là khả năng nhận diện tiếng Việt chính xác. Trong khi đó, các mẫu xe nước ngoài khi được đưa về Việt Nam thì phải tương tác bằng tiếng Anh. Sơ lược về Hoài Anh, người đưa giọng nói lên trợ lý ảo Vivi. Là Nguyễn Thị Hoài Anh, sinh năm 1980, là một người dẫn chương trình, biên tập viên của Đài Truyền hình Việt Nam và Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Hoài Anh sinh ra ở Hà Nội nhưng lại được nhớ tới với chất giọng miền Nam.
Cô bắt đầu xuất hiện trên truyền hình từ năm 2007 và nay là gương mặt quen thuộc trong chương trình thời sự 19 giờ của VTV. Trước đó, Hoài Anh từng được đánh giá là một trong những gương mặt MC sáng giá với nhiều giải thưởng. VinFast xuất hiện trong phim Hương vị tình thân. Fan Việt thì nói gì? Khi xem tập thứ 12 phần 2 của bộ phim Hương vị tình thân phát trên VTV1 lúc 21 giờ tối ngày 12 tháng 8 2021, nhiều fan của hãng VinFast đã nhanh chóng phát hiện ra một cảnh quay khá thú vị khi mà nhân vật Khánh lái một chiếc VinFast màu đỏ xuất hiện trò chuyện cùng với bà Dần và Nam. Trên các hội nhóm người dùng xe VinFast, những hình ảnh trong cảnh quay này được chia sẻ một cách rầm rộ, nhận được nhiều phản hồi thích thú. Người dùng Facebook có nickname là Trinh Lưu cho biết, chuẩn là phải đưa các thương hiệu Việt vào phim, xem phim Hàn thấy diễn viên toàn đi Hyundai và dùng điện thoại Samsung. Ngoài ra thì một số fan khác cho biết giai đoạn gần đây, xe VinFast đã xuất hiện trong khá nhiều các bộ phim Việt gần đây, chẳng hạn như là phim 11 tháng 5 ngày. Trước đó, xe VinFast cũng đã xuất hiện trong một số MV của người nổi tiếng, nhưng việc các mẫu xe của hãng này xuất hiện trên phim truyền hình cũng khiến cho các fan thích thú. Chiếc xe xuất hiện trong phim Hương vị tình thân là một chiếc Lux SR 2.0. Hiện nay đây là dòng xe phổ thông cao cấp nhất của VinFast, không tính tới mẫu President sản xuất với số lượng hạn chế. Vinhomes vượt qua chính Vingroup để trở thành doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất trên sàn chứng khoán. Trong phiên giao dịch ngày 13 tháng 8 2021, cổ phiếu của Vinhomes có mã chứng khoán là VHM đã bứt phá mạnh mẽ, tăng 3.000 đồng tương là tương đương 2,6% lên mức 120.000 đồng trên một cổ phiếu, qua đó thiết lập đỉnh cao mới từ khi lên sàn chứng khoán đến nay. Quay trở lại với Vinhomes, tình hình hoạt động trong nửa đầu năm 2021 của công ty này ghi nhận tín hiệu tích cực. Riêng trong quý 2/2021, lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc về công ty mẹ đạt tới 10.232 tỷ đồng, tăng 198% so với cùng kỳ 2020. Có nghĩa đây là mức lợi nhuận quý xếp thứ 2 trong lịch sử của Vinhomes sau quý kỷ lục là quý 4/2020. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu của Vinhomes đạt 41.712 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 82%, lợi nhuận ròng đạt 15.629 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 52%. Khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ ghi nhận là gần 67.000 tỷ đồng. Các ông lớn công nghệ trên toàn cầu kỳ vọng kinh tế số Việt Nam cán mốc 52 tỷ đô la Mỹ trong 4 năm tới. Theo dự thảo của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam kỳ vọng kinh tế số sẽ chiếm 20% GDP vào năm 2025. Trong kỳ Đại hội Đảng lần thứ 13, Chính phủ cũng đặt mục tiêu lĩnh vực số sẽ đạt 30% GDP nước ta vào năm 2030. Đây là một mục tiêu mang tầm cỡ chiến lược quốc gia nhằm phát triển kinh tế đáp ứng sự phát triển của thời đại số. Chính phủ Việt Nam ta cũng đặt mục tiêu 80% dân số Việt Nam sẽ có tài khoản thanh toán điện tử vào năm 2020. Hơn nữa, người tiêu dùng Việt Nam hiện nay chủ yếu là thanh toán bằng tiền mặt, nên nhà nước cũng đang hướng đến việc giảm số giao dịch thương mại bằng tiền mặt đi xuống một nửa để thay bằng thanh toán qua các phương thức điện tử. Tuy nhiên, thì đây không chỉ là kỳ vọng đặt ra từ phía chính phủ, mà còn từ phía các doanh nghiệp công nghệ nước ngoài đang đầu tư vào Việt Nam. Với hơn một nửa dân số sở hữu điện thoại thông minh, các tập đoàn nước ngoài như Alibaba, Goldwater Capital và Warburg Pincus đang đẩy mạnh nguồn vốn để đầu tư vào thị trường nước ta. Theo nghiên cứu của Google Temasek Holding and Bank Company, các nhà đầu tư đã rót tới 1,9 tỷ đô la Mỹ vào lĩnh vực số tại Việt Nam từ giữa năm 2016 đến nửa đầu năm 2020. Cũng theo báo cáo này, kinh tế số Việt Nam được dự báo sẽ cán mốc 52 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, tăng trưởng mức 30% hàng năm. Messi lập kỷ lục về bán áo đấu, tiền bán áo đủ để PSG gỡ lại tiền trả lương. Chỉ 24 giờ đồng hồ sau khi ngôi sao người Argentina đặt bút ký vào bản hợp đồng 2 năm, Paris Saint-Germain PSG đã bán được tới 832.000 chiếc áo đấu của Messi, thu về được khoảng 156 triệu đô la Mỹ. Trong lịch sử, không có một cầu thủ nào bán được nhiều áo đấu như là Messi ở ngày đầu tiên sau vụ chuyển nhượng. Con số này đã vượt qua kỷ lục 520.000 chiếc áo đấu của Cristiano Ronaldo trong 24 giờ đồng hồ có mặt tại Juventus vào năm 2018. Người dẫn chương trình nổi tiếng Piers Morgan bình luận trên Twitter rằng Paris Saint-Germain sẽ bù lại khoản tiền đã trả cho Messi bằng doanh thu bán áo trong vòng 6 tháng. Một vụ kinh doanh có hời. Đây là điều mà không ít người nghĩ đến mỗi khi mà các đội bóng lớn thực hiện thương vụ chuyển nhượng bóng tấn. Tuy nhiên thì trên thực tế, lợi ích về mặt thương mại mà Messi đem đến cho đội bóng mới không hẳn là như vậy. Ví dụ như trong việc kinh doanh áo đấu, Paris Saint-Germain chỉ nhận được một phần nhỏ doanh thu mà thôi. Ngay cả những đội bóng lớn thì cũng chỉ được hưởng khoảng từ 7 đến 15% tiền bán áo đấu của chính họ. Như vậy là số tiền mà Paris Saint-Germain thu được từ việc bán áo đấu của Messi là không lớn như là cách tính toán của nhiều người, kể cả khi mà số lượng bán ra chạm tới những con số kỷ lục.
Cho dù không trực tiếp kiếm tiền từ việc bán áo đấu, thế nhưng đội bóng Pháp vẫn được hưởng lợi, thậm chí lớn hơn rất nhiều từ giá trị thương mại mà siêu sao người Argentina Messi này mang lại. Đó chính là những hợp đồng tài trợ hay nhượng quyền. Hết ưu đãi tại Hải Phòng, nhiều người ôm xe VinFast kiếm lời, còn người bán xe cũ kêu trời. Chương trình khuyến mại giá sốc dành cho khách hàng ở Hải Phòng hiện nay đã kết thúc, nhưng nhiều người đã ôm được lô xe VinFast nhằm kiếm lời tới vài chục triệu đồng. Đầu tháng 7 2021, thương hiệu ô tô Việt Nam VinFast đã âm thầm triển khai chương trình ưu đãi dành cho quê nhà Hải Phòng, nơi đặt đại bản doanh sản xuất xe VinFast. Theo đó, thì bên cạnh chính sách ưu đãi giảm giá kích cầu vào tháng 7 2021 áp dụng trên toàn quốc, hãng xe Việt còn áp dụng thêm 70 triệu đồng cho khách hàng mua xe VinFast Value, giảm 100 triệu đồng đối với xe Lux A2.0 và giảm 125 triệu đồng đối với Lux SA2.0. Khi áp dụng hết các khuyến mại, giá của chiếc xe VinFast Value sẽ chỉ từ 266 triệu đồng, Lux A2.0 từ 581 triệu đồng và Lux SA2.0 khởi điểm từ 801 triệu đồng. Có thể thấy rằng đây là chương trình ưu đãi sâu nhất của VinFast từ trước đến nay, khiến cho nhiều người phải đứng ngồi không yên và tìm mọi cách để mua xe VinFast. Điều này cũng vô tình khiến cho những người đã mua xe VinFast trước đó phải ngỡ ngàng bởi vì bỗng nhiên xe của họ mất giá đến cả 100 triệu đồng. Có người vừa lấy xe hôm trước, hôm sau áp dụng khuyến mại dẫn tới việc xe chưa đi nhưng đã bay tới cả đống tiền chỉ trong chốc lát. Mặc dù chương trình ưu đãi dành cho Hải Phòng chỉ áp dụng trong vòng 1 tuần và đã kết thúc, thế nhưng khách hàng hiện nay vẫn có thể mua được xe VinFast với giá hấp dẫn so với giá niêm yết đang được áp dụng. Cụ thể thì trên các hội nhóm, nhiều người đã đăng đàn giao bán lô xe VinFast ôm được từ chương trình khuyến mại dành riêng cho Hải Phòng. Và bằng một cách nào đó thì những người này có thể sang tên cho khách hàng mà vẫn chấp nhận được mức giá hấp dẫn. Những người này cho biết hiện nay còn rất nhiều xe trong kho mua được từ chương trình ưu đãi, khách hàng có nhu cầu mua lại những chiếc xe VinFast này sẽ chỉ phải bỏ ra mức chênh lệch khoảng từ 20 đến 30 triệu đồng so với giá dành cho Hải Phòng trước đó. Có nghĩa rằng người dùng mua xe VinFast và đều với mức giá cao nhất khoảng 290 triệu đồng, VinFast Lux A2.0 khoảng 600 triệu đồng và SA2.0 là khoảng 820 triệu đồng. Như vậy thì có thể thấy rằng so với mức giá đang được niêm yết áp dụng hiện tại, người dùng vẫn sẽ đút túi được khoảng từ 70 đến 80 triệu đồng so với mua thẳng tay từ phía các đại lý. Tuy nhiên thì theo chia sẻ từ những người bán, số lượng xe VinFast này khá hạn chế và họ chỉ dám ôm Fadel là chủ yếu bởi vì nó giá rẻ và dễ bán. Về phía khách hàng thì với những người đang chuẩn bị mua xe đều tỏ ra sốt sắng khi mà chương trình ưu đãi của VinFast được áp dụng. Nhiều người còn dùng nhiều cách để mua xe với giá rẻ nhất như là nhờ người có hộ khẩu ở Hải Phòng mua, sau đó thì sang tên hoặc là bằng nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên thì với những khách hàng đã mua xe trước đó, đa phần đều tỏ ra là không hài lòng với chính sách của VinFast áp dụng riêng dành cho Hải Phòng. Ví dụ như anh HCL, một người đang sử dụng xe VinFast Fadel, có ý định lên đời xe chia sẻ rằng: "Tôi mua VinFast Fadel vào tháng 2 2020, đến nay đã chạy được 1 năm rưỡi và đang có ý định bán xe để lên đời Lux SA2.0. Thời điểm đó tôi mua chiếc VinFast Fadel tiêu chuẩn mất khoảng gần 470 triệu đồng để lăn bánh. Đó là giá khá cao cho một chiếc xe hạng A khoảng 1 năm về trước. Thế nhưng vào tháng 7 2021, tôi rao bán chiếc xe của mình thì ngỡ ngàng với giá của chiếc xe mình. Theo đó thì có người trả xe của tôi 300 triệu đồng, thậm chí là có những người kỳ kèo xuống 280 triệu đồng, khiến cho tôi khá là sốc. Sau hơn 1 năm lăn bánh, VinFast Fadel đã lỗ tới hơn 170 triệu đồng. Và với một mẫu xe hạng A thì đây quả là mức giá khó có thể chấp nhận được. Do đó tôi đã quyết định giữ lại để đi, chưa vội phải lên đời." Dạo qua một vòng thị trường ô tô hiện nay, có rất nhiều các showroom xe cũ đang hoạt động, có hàng loạt xe VinFast Fadel đang phải nằm chờ khách hàng. Đáng nói đây đều là những chiếc xe được nhập về kho từ đầu năm 2021, nhưng đến nay thì chưa được đẩy đi hết vì gặp phải chính sách ưu đãi của VinFast. Chẳng hạn như chia sẻ của một nhân viên sau từ một salon xe cũ trên đường Trần Thái Tông, thành phố Hà Nội cho biết: "Salon tôi mua loạt xe VinFast Fadel này từ đầu năm 2021. Thời điểm đó mua xe lướt giá cũng khá cao bởi vì được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên thì mua toàn xe đẹp và cam kết bảo hành nên chúng tôi cũng không thể bán giá rẻ được. Chính vì vậy mà lượng xe VinFast Fadel nằm tồn lại còn khá nhiều. Xe chưa kịp đẩy đi thì VinFast đã tung ra ưu đãi khiến cho người dân buôn xe phải ngã ngửa, bởi vì cùng tầm giá rõ ràng là khách hàng sẽ chọn được xe mới chứ đời nào lại đi mua xe lướt." Cũng ở hoàn cảnh tương tự thì một salon xe cũ ở Nguyễn Khánh Toàn, thành phố Hà Nội hiện nay đang có chiếc VinFast Lux SA2.0 bản cao cấp, chạy chưa đến 1.000 km nhưng đến nay việc tìm khách hàng dường như là rất khó khăn. Anh D, nhân viên store của cửa hàng này cho biết: "Chiếc VinFast Lux SA2.0 này được mấy anh em chung mua cách đây vài tháng với giá cao,
xe sản xuất 2021, chạy chưa đến 1.000 cây và giao bán với giá 1,3 tỷ. Tuy nhiên, giá rẻ xe đạp là vậy, nhưng vài tháng rồi vẫn chưa bán được và giờ phải chấp nhận cắt lỗ để tránh tồn xe quá lâu, dẫn đến khó thu hồi vốn. Như vậy thì có thể thấy rằng việc áp dụng nhiều chính sách ưu đãi của các thương hiệu là việc làm cần thiết và giúp cho người tiêu dùng được hưởng lợi. Tuy nhiên thì điều này vô hình chung khiến cho một bộ phận người mua xe trước đó có ý định lên đời lại bị ảnh hưởng, bởi vì bán xe cũ cũng chẳng xong mà mua xe mới thì cũng chẳng được. Tiết lộ 4 bí mật trọng yếu trên chiếc xe tự lái cấp độ 4 của Vingroup, thế giới chưa ai dám tự tin cấp độ 5. Với những người lần đầu tiếp xúc với khái niệm xe tự lái, nhìn cảnh này khác nào như ma làm. Mới đây, video về một chiếc xe tự lái được chia sẻ mạnh trên các trang mạng. Điều đáng nói là trên chiếc xe không có ai ngồi ở vị trí lái, tự đi như ma làm, có thể đánh lái tránh vật cản. Thực tế, đây là chiếc xe do Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBig Data thuộc Vingroup nghiên cứu và vận hành thử nghiệm trên đảo Hòn Tre, Nha Trang. Theo thông tin được tiết lộ, mẫu xe này dự kiến hoạt động chính thức vào năm 2022. Nhờ áp dụng một loạt công nghệ và trang bị tân tiến như trí tuệ nhân tạo, hai cảm biến Lie Detection and Ranging, 6 camera, HD Map, chiếc xe điện này có thể đạt tự hành cấp độ 4, có thể nhận diện vật cản, tự động chuyển làn, tự động đỗ xe. Trong 5 cấp độ tự hành của xe điện, đạt được tự hành cấp độ 4 là một điều rất đáng nể. Sau đây là 4 bí mật trọng yếu của chiếc xe này. HD Map, bản đồ chi tiết cao. HD Map là viết tắt của High Definition Map, tức là bản đồ có độ chi tiết cao. Bản đồ này khác với kiểu bản đồ chúng ta sử dụng như trên ứng dụng của Google Maps. Với xe tự hành, bản đồ mà chiếc xe sử dụng cần phải có độ chi tiết về địa hình lên tới từng cm. Bản đồ này được thiết lập và lưu trữ từ trước, đóng vai trò như một căn cứ để chiếc xe định vị được vị trí trong khu vực và nhận biết được địa hình. Camera góc rộng. Có thể thấy trong video, chiếc xe có 6 chiếc camera góc rộng với 2 chiếc hướng về phía trước, 2 chiếc hướng về phía sau và 2 chiếc ở hai bên hông xe. Đối với việc tự hành, camera là một kiểu giác quan giúp chiếc xe có cái nhìn thực tế về môi trường xung quanh. Nếu như HD Map được thiết lập từ trước và có thể sẽ không giống với thực tế thì dữ liệu từ camera sẽ là một căn cứ khác giúp chiếc xe cảm nhận được môi trường thực tế. Cảm biến LiDAR. Tên tạm dịch của cảm biến này là dò tìm và định vị bằng tia laser, Light Detection and Ranging, tức là chiếc xe có một máy quét sử dụng tia laser liên tục quét trong quá trình chiếc xe vận hành. Tia laser này phát ra sẽ phản hồi lại với thiết bị thu tín hiệu. Bằng cách so sánh thời gian phản hồi của tia laser, máy tính có thể xác định được vật cản và vị trí chính xác so với chiếc xe, điều mà camera chưa làm tốt. Trí tuệ nhân tạo AI. Tín hiệu thu về từ các giác quan trên đều được đưa về hệ thống máy tính trên xe để xử lý. Hệ thống trí tuệ nhân tạo có vai trò như một bộ não, ghi nhận thông tin và xử lý dữ liệu. Có thể giải thích một cách đơn giản nguyên lý hoạt động của trí tuệ nhân tạo là so sánh dữ liệu và đưa ra quyết định. Khác với lập trình khi máy tính sẽ luôn cho ra một kết quả chính xác, trí tuệ nhân tạo AI được phép mắc sai lầm, nhưng chính sai lầm nó mắc phải sẽ là một dữ liệu tốt để nó tự học và tự cải thiện. Hiện nay, vì chưa có công ty nào trên thế giới có thể tự tin khẳng định đã đạt được tự lái cấp độ 5, nên việc phát triển xe tự hành hiện nay đã chia ra theo nhiều trường phái. Chỉ trong ít ngày, Vingroup đã chứng minh được vì sao tỷ phú Phạm Nhật Vượng lại tự tin đánh cược vào VinFast tại Mỹ và châu Âu. Vingroup đang thể hiện tham vọng làm chủ cả trái tim và khối óc của những chiếc ô tô điện để tạo ra một hệ sinh thái khép kín. Đây là điều ngay cả nhiều nhà sản xuất danh tiếng đều muốn nhưng cũng chưa làm được. Ngày 24 tháng 6 năm 2021, tại Đại hội Cổ đông Tập đoàn Vingroup, khi trả lời ý kiến của cổ đông về những lo lắng cho dự án VinFast, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng cho biết, xe điện không dễ dàng nhưng là thứ để Việt Nam thay đổi tầm vóc của mình. Nếu tôi nói con số chúng tôi dự định bán tại các thị trường nước ngoài, có lẽ các anh còn thấy lo lắng hơn. Ví dụ tại Mỹ năm 2026 chúng tôi có kế hoạch bán hàng trăm nghìn xe. Không ai nghi ngờ tham vọng của ông Phạm Nhật Vượng và VinFast khi tạo nên một hãng xe có chỗ đứng tại Việt Nam chỉ trong 2 năm, lên kế hoạch ra mắt ô tô điện tại Mỹ và 4 quốc gia châu Âu khác. Tuy nhiên, thì VinFast lấy gì làm vốn để chinh phục được các thị trường đó thì vẫn là một dấu hỏi mà rất nhiều người chưa có lời giải đáp. Nhưng rồi chỉ trong một ít ngày, cũng đúng vào dịp sinh nhật 28 năm tuổi của tập đoàn Vingroup, họ đã phần nào hé lộ câu trả lời. Vingroup muốn làm chủ khối óc của những chiếc xe điện. Hai thông tin cực kỳ quan trọng liên quan đến hình hài những chiếc ô tô điện VinFast trong tương lai đã được tiết lộ. Ngày 8 tháng 8 2021, một video quay lại cảnh chiếc xe điện tự lái cấp độ 4 dán logo VinBig Data chạy bon bon ở đảo Hòn Tre, Nha Trang đã xuất hiện và thu hút được sự quan tâm lớn của cộng đồng. Tất nhiên, Vingroup không chỉ nghiên cứu ra tính năng đó chỉ để phục vụ cho xe điện chở khách du lịch, mà cái đích họ nhắm đến chính là ô tô điện VinFast, đúng như những gì mà họ công bố trước đó. Đến ngày 10 tháng 8 2021,
có thêm một video về trợ lý ảo có tên VV VinFast xuất hiện, cho thấy người dùng có thể ngồi bên trong xe ra lệnh cho chiếc xe mở nhạc, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, thực hiện cuộc gọi cũng như là trò chuyện bằng tiếng Việt với chiếc xe. Công nghệ tự hành, trợ lý ảo đều là những công nghệ tiên tiến hàng đầu hiện nay mà tất cả các hãng công nghệ cũng như nhà sản xuất ô tô lớn trên thế giới đang nghiên cứu. Quan trọng hơn nữa, cho dù là bước chân vào lĩnh vực này chưa lâu, nhưng Vingroup đã cho ra được kết quả bước đầu và tất cả quá trình phát triển này đều nằm trong lộ trình của họ. Cách đây ít lâu, Vingroup tuyên bố dừng mà sản xuất điện thoại thông minh và TV VinSmart để tập trung vào phát triển các tính năng infotainment cho VinFast và lĩnh vực IoT. Không rõ thành quả bước đầu hiện tại có liên quan gì đến quyết định này hay không, thế nhưng sự quyết tâm dồn toàn lực cho VinFast là điều mà chúng ta có thể nhìn thấy rõ. Trong phần trả lời với cổ đông, ông Phạm Nhật Vượng có nhắc đến việc xe VinFast sở hữu các tính năng thông minh hơn nhiều so với xe xăng nên việc cạnh tranh là rất khả thi. Đồng thời thì ông Phạm Nhật Vượng cũng khẳng định tính năng tự lái thông minh của chúng tôi là hàng đầu thế giới và cả trái tim để hoàn thiện một hệ sinh thái khép kín. Dồn một lượng lớn đầu tư và tâm huyết cho khối óc của những chiếc xe VinFast, Vingroup cũng không bỏ quên một công nghệ sống còn khác trên ô tô điện, đó là pin, thứ được ví như trái tim của ô tô điện. Ngày 9 tháng 8 2021, Vingroup đã công bố thông tin về việc thành lập công ty cổ phần giải pháp năng lượng VinES với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Hai cổ đông chính là tập đoàn Vingroup nắm giữ 51% vốn điều lệ và ông Phạm Nhật Vượng nắm giữ 48,5% vốn. Ngành nghề kinh doanh chính của VinES là sản xuất pin và ắc quy. Pin không chỉ là thành phần quan trọng nhất mà nó còn là linh kiện đắt bậc nhất trên một chiếc ô tô điện. Nhưng để làm chủ được công nghệ pin thì đó lại là điều không hề đơn giản. Để đẩy nhanh được quá trình phổ cập ô tô điện, hầu hết các nhà sản xuất ban đầu đều chọn cách nhập pin từ phía bên ngoài. Tuy nhiên thì vài năm trở lại gần đây, các công ty này đều đã quay xe, tập trung đầu tư rất mạnh vào pin với hai hướng. Hướng thứ nhất là rót tới cả $100 triệu vào các startup hoặc công ty sản xuất pin để thu lời, vì nhìn ra được tiềm năng của các công ty này và giành quyền ưu tiên nhập pin để tránh phụ thuộc sâu hơn vào phía đối tác. Hướng thứ hai đó là chi tới cả $1 tỷ để tự đầu tư phát triển công nghệ pin. Ví dụ như Tesla, hãng ô tô điện lớn nhất thế giới hiện nay từ năm 2019 đã công bố kế hoạch xây siêu nhà máy trị giá 6,7 tỷ đồng để sản xuất pin tại nước Đức. VinFast cũng đã từng công bố hợp tác với LG Chem, một trong những hãng sản xuất pin lithium ion hàng đầu trên thế giới. Nhà máy của liên doanh VinFast LG Chem đặt trong khu phụ trợ tổ hợp sản xuất ô tô VinFast ở Cát Hải, Hải Phòng. Và giờ đây, Vingroup tự lập cho mình một công ty chuyên về nghiên cứu và sản xuất pin cho ô tô điện. Chưa rõ thông tin về bộ máy nhân sự của VinES, nhưng với truyền thống của Vingroup thì việc hãng lôi kéo những nhân sự có số có má trong lĩnh vực công nghệ về pin đầu quân cho VinES sẽ là một điều không hề lạ. Có cơ sở để tự tin. Nhìn rộng ra thị trường toàn cầu, hàng loạt các nhà sản xuất lớn đều đang tham gia mạnh mẽ vào thị trường xe điện, được dự báo trị giá khoảng 802 tỷ đô vào năm 2027 với tốc độ tăng trưởng hàng năm rơi vào khoảng 22,6%. Tuy nhiên thì có một vấn đề lớn, đó là các hãng ô tô truyền thống gặp phải không ít khó khăn trong việc phát triển các tính năng thông minh cho ô tô điện vì đó không phải là thế mạnh của họ. Trong khi đó thì các hãng công nghệ lớn như Apple, Google, Huawei, Xiaomi đều lên kế hoạch tham gia vào thị trường bởi vì họ có nền tảng mạnh mẽ về mặt công nghệ nhưng lại gặp khó vì phải tìm kiếm đối tác là các nhà sản xuất ô tô truyền thống để hợp tác với nhau hoặc là buộc phải chọn cách chỉ cung cấp nền tảng hoặc giải pháp dịch vụ. Cho đến nay, chỉ có số rất ít các nhà sản xuất, trong đó có Tesla được ví là Apple của giới ô tô, muốn tạo ra được một giải pháp hoàn chỉnh từ việc sản xuất xe cho đến phần mềm cũng như là công nghệ pin. Sẽ là rất khập khiễng nếu như đem cách làm hiện tại của Vingroup với Tesla so sánh với nhau bởi vì quy mô và giải pháp của hai hãng là khác nhau. Tuy nhiên thì với các động thái gần đây của Vingroup, có thể nhìn ra được tham vọng của tập đoàn này chính là làm chủ các công đoạn quan trọng nhất trên một chiếc ô tô điện thông minh để từ đó tạo ra một hệ sinh thái khép kín. Đây chính là vốn để cho ông Phạm Nhật Vượng tự tin gia nhập vào thị trường Mỹ và thị trường châu Âu, vốn là những thị trường khó tính nhất trên thế giới. CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng lên tiếng về vụ hacker giao bán mã nguồn, tung chat và là: "Tôi nghe nói có vụ hack gì đó ghê lắm, nhưng sao giọng ông bình thản thế nhỉ?" Ông Nguyễn Tử Quảng dẫn câu hỏi của một người bạn trước khi vào vấn đề. Vừa qua, trên web đen dành cho hacker, một người có tài khoản TruneX đã nhá hàng mã nguồn phần mềm diệt virus BKAV, sau đó còn tung các bức ảnh chụp từ chat và là nội bộ của BKAV. Đáng chú ý, nhóm chat này có tên là Ban Tổng Giám Đốc và có thành viên Quang trao đổi bên trong. Người này giao bán với giá 150.000 đô la Mỹ cho mã nguồn phần mềm và mã nguồn máy chủ của các phần mềm diệt virus của BKAV. Riêng phần mã nguồn AI, trí thông minh nhân tạo của BKAV được giao bán với giá 100.000 đô la Mỹ. Liên quan đến vụ việc này, qua diễn đàn Whitehat,
BKAV khẳng định đây là mã nguồn cũ của một số thành phần của phần mềm BKAV. Công ty cho rằng dữ liệu này đã bị rò rỉ từ cách đây hơn một năm từ nhân viên cũ đã nghỉ việc. Tuy nhiên, chưa chỉ ra được điểm chính xác đó là ai. Hãng cũng đánh giá những thành phần cũ này không gây ra ảnh hưởng với khách hàng. Sau nhiều ngày im lặng, đến ngày 14 tháng 8, Nguyễn Tử Quảng, CEO của BKAV, đã chính thức có phát ngôn về vụ việc trên tài khoản Facebook chính thức của mình. An ninh mạng trực chiến mới mạnh, quân đội trải qua chiến tranh mới thiện chiến. Ông bạn hớt hải hỏi thăm, tôi nghe có vụ hack gì đó ghê lắm, nhưng sao giọng ông bình thản thế nhỉ? Tôi trả lời, dịch giã sâu rộng, nhà bao việc, việc đó đã có anh em lo, an ninh mạng càng thực chiến, càng mạnh ông ạ, cho anh em rèn luyện. Đúng vậy, tôi đã rút ra triết lý này từ chục năm trước khi đích thân thực chiến với một nhóm hacker có thế lực. Kết quả là sau sự kiện đó, BKAV đã có thêm bộ giải pháp an ninh mạng hàng đầu mà hiếm có đối thủ nào có được. Bên cạnh đó, đội ngũ được rèn luyện với một cuộc chiến như vậy thì giá trị bằng chục cuộc diễn tập. Mà thực ra, diễn tập cũng không bao giờ đạt chất lượng như vậy. Sau này, tôi tin giải pháp của BKAV sẽ hoàn thiện thêm một mức mới. Đặc biệt, một lứa nhân viên mới chục năm nay chưa có điều kiện thực chiến. Nay sẽ có những kinh nghiệm sâu sắc mà cho dù tôi có rèn đến đâu cũng không bằng. Quân đội trải qua chiến tranh thì mới thiện chiến. Chẳng phải điều này đã được thực tế chứng minh. Quay về việc anh bạn nói thấy tôi bình thản. Cũng như nhiều người bạn Facebook hỏi thăm, thấy chúng tôi vẫn tham gia chống dịch tích cực. Ngoài lý do nêu trên thì còn một yếu tố khác dẫn đến nhiều bạn nghĩ chúng tôi chắc phải lo lắng lắm. Nhưng trái lại, mọi hoạt động của BKAV vẫn như mọi ngày. Có điều bận rộn hơn chút thôi. Không ra bản chất, không tận gốc vấn đề. Thực ra, cách ứng xử với tình hình nêu trên đã được tôi đúc kết thành triết lý và nó cũng là triết lý của an ninh mạng hiện đại. Các cuộc tấn công mạng sẽ vẫn xảy ra, không một tổ chức nào có thể khẳng định mình miễn nhiễm. Vấn đề là cách xử lý hậu quả. Ngay cả những công ty an ninh mạng hàng đầu như BKAV hay là một đồng nghiệp trong ngành như Kaspersky cũng đã từng bị tấn công như vậy. Hay như các tập đoàn lớn như Sony, Facebook hay cả những cơ quan an ninh như Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA cũng có thể bị lộ lọt dữ liệu. Và tôi sẽ nói kỹ về điều này trong post sau. Tôi tin nó sẽ hữu ích và thú vị với những ai quan tâm đến lĩnh vực an ninh mạng. Vì sao khách hàng Việt tất tay cùng ô tô điện Việt? Mẫu xe ô tô điện Việt đầu tiên của VinFast, VF E34, đang liên tiếp tạo nên những kỷ lục, mới nhất là con số lên tới 25.000 đơn đặt hàng sau hơn 3 tháng ra mắt. Đây là minh chứng khẳng định niềm tin và sự ủng hộ của khách hàng với hành trình phát triển của hãng xe Việt. Tin tưởng về chất lượng của thương hiệu Việt. Bảng doanh số bán hàng của VinFast trong 2 năm liên tiếp đều tăng trưởng mạnh. Từ một cái tên mới trên thị trường, giờ đây các sản phẩm của VinFast đều chiếm lĩnh top đầu trong từng phân khúc. Công thức giúp VinFast chiếm trọn niềm tin yêu ngay tại sân nhà là một sản phẩm tốt đi kèm chính sách, tiêu chuẩn chất lượng cả ở khâu bán hàng và sau bán hàng. Rất nhiều vị khách của VinFast đã không khỏi ngạc nhiên vì cảm nhận được sự trân trọng và chăm sóc tận tình trong suốt thời gian sử dụng sản phẩm, thay vì chỉ được săn đón trước khi mua hàng. Đó là một trong những lý do khiến VF E34, mẫu xe điện đầu tiên của VinFast vừa ra mắt đã nhận được sự tin tưởng lớn đến thế. Kỷ lục gần 4.000 đơn đặt cọc chỉ sau 12 tiếng nhanh chóng xác lập, và sau đó là những con số tăng từng ngày, hiện đã lên mốc 25.000. Đối với VF E34, nhiều vị khách thừa nhận chính sách tốt tiếp tục thuyết phục được họ, giống như cách mà hãng xe này đã thực hiện trong suốt thời gian vừa qua. Một loạt những ưu đãi khủng được áp dụng đồng thời như đặt cọc chỉ 10 triệu đồng và cho phép người mua rút lại cọc nếu không muốn nhận xe, giảm 100 triệu trên giá bán, tặng 100% lệ phí trước bạ lên tới hơn 80 triệu đồng, miễn phí thuê bao pin một năm, tương đương với 17,4 triệu đồng. Hãng xe Việt Nam thậm chí còn tặng thêm 30 triệu đồng cho khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. VF E34 cũng là mẫu xe ô tô điện đầu tiên có thời gian bảo hành kỷ lục lên đến 10 năm. Chị Nga, chủ xe VinFast Fadin tại Đông Anh chia sẻ. Gia đình tôi có 4 người thì tôi đang đi trước Fadin mua từ đời đầu. Hai con tôi cũng đều đi xe máy điện của VinFast. Biết tin VinFast ra mắt mẫu ô tô điện, cả nhà đều háo hức đặt mua sớm. Chất lượng của VinFast chúng tôi đều hiểu và tin tưởng. Dịch vụ cũng rất tốt và hậu mãi hơn hẳn các sản phẩm khác trên thị trường. Lúc nghe thông tin VinFast thêm ưu đãi cho khách đặt cọc 50 triệu, tôi thấy chính sách này lợi quá nhiều nên đi đặt cọc thêm ngay. VF E34 lựa chọn kinh tế và thông minh. Với nhiều khách hàng, quyết định đặt mua VF E34 không chỉ vì chính sách tốt từ hãng mà còn bởi những lợi ích của chiếc xe chạy điện này. Anh Bùi Thanh Phong, chủ một đơn vị kinh doanh tại Ba Đình, Hà Nội chia sẻ. Anh đã sớm đặt cọc VF E34 khi nhìn thấy ưu điểm về kinh tế của mẫu xe này. 2 năm sử dụng ô tô để vận chuyển hàng hóa, anh Phong nhận ra khoản chi phí bảo dưỡng, sửa chữa khá tốn kém. Ngoài ra, nhiều thời điểm anh giao xe cho nhân viên đi xử lý công việc nên cũng khó kiểm soát hóa đơn chi phí.
ô tô điện theo anh là sự thay thế hoàn hảo. Riêng về chi phí nhiên liệu, anh đã tính toán và nhận thấy, cộng dồn cả tiền điện và thuế phí bao pin, khoản chi này cũng chỉ tương đương với tiền đổ xăng hàng tháng của gia đình. Tuy nhiên, xe điện với cấu tạo đơn giản, không đòi hỏi bảo dưỡng nhiều chi tiết như xe sử dụng động cơ đốt trong, nên anh sẽ tiết kiệm được khoản chi phí đáng kể. Ngoài ra, với bảo hành lên tới 10 năm, khách hàng như anh có thể yên tâm sử dụng xe trong khoảng thời gian dài mà không lo những vấn đề hỏng hóc, khách quan nếu có. Vị khách hàng nói, chưa kể, với xe điện, tôi có thể sạc tại nhà, chi phí tính vào tiền điện sinh hoạt. Nếu sạc tại trạm thì cũng có thể được quản lý bằng phần mềm thông minh. Từ đó, bỏ được hẳn khoản sổ sách tính toán về nhiên liệu, quản lý tài chính sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ở góc độ khác, với nhiều người tiêu dùng, VF E34 là chiếc xe lý tưởng khi giá tốt nhưng lại sở hữu công nghệ và tính năng thông minh vốn chỉ có trên những mẫu xe đắt tiền. Một loạt những tính năng thông minh sẽ mang đến những trải nghiệm hoàn toàn khác như hỗ trợ cập nhật phần mềm từ xa, tự động chẩn đoán và cảnh báo các vấn đề của xe, lên kế hoạch hành trình, cảnh báo nguy cơ mất trộm, học và ghi nhớ thói quen sử dụng của người dùng. Đó là một trong những lý do anh Trần Tuấn Minh, chủ doanh nghiệp cho thuê xe tự lái, đã mạnh tay đặt cọc 3 chiếc VF E34. Ngoài chi phí về bảo dưỡng thấp hơn xe chạy xăng, theo anh, các tính năng thông minh và chuỗi hệ thống an toàn sẽ hỗ trợ rất nhiều cho những người lái còn non tay và khách du lịch. Ngoài ra, với sức hút của sản phẩm như VF E34, anh tin sẽ có nhiều người tìm đến công ty anh để được trải nghiệm mẫu xe điện đầu tiên. Với quá nhiều điểm ưu việt, từ giá cả tới chất lượng và lợi ích trong quá trình sử dụng, nhiều người nhận định cho rằng số lượng chốt cọc xe VF E34 sẽ còn tăng mạnh, đặc biệt là khi những mẫu xe đầu tiên sẽ chính thức tới tay người dùng trong thời gian tới. Với sự tin tưởng từ người dùng, sẽ còn rất nhiều dấu mốc kỷ lục nữa đang chờ đợi VinFast và VF E34 thiết lập ở phía trước. Tiềm năng khổng lồ của ngành sản xuất pin và ắc quy, lĩnh vực tỷ phú Phạm Nhật Vượng mới thành lập công ty. Ngành sản xuất pin và ắc quy, đặc biệt là loại chuyên dùng cho xe điện, rất có thể sẽ bùng nổ trong tương lai gần. Song, những công ty muốn đặt chân vào lĩnh vực này cũng sẽ phải đối mặt với không ít thách thức. Mới đây, tập đoàn Vingroup vừa công bố thông tin về việc góp vốn hơn 934 tỷ đồng để thành lập hai công ty mới, trong đó có công ty cổ phần giải pháp năng lượng Vai với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất pin và ắc quy. Ngành này đang có tiềm năng ra sao và đang phải đối diện với những thách thức nào? Việc chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng tái tạo trên toàn cầu đang dẫn đến sự bùng nổ trong ngành điện khí hóa và lưu trữ năng lượng trên toàn thế giới. Đặc biệt, ngành xe điện sẽ thúc đẩy nhu cầu về pin và ắc quy lên một tầm cao mới. Pin là một trong những bộ phận then chốt của xe điện, được xem là ngành công nghiệp bán dẫn thứ hai và động lực tăng trưởng thế hệ tiếp theo. Ngành công nghiệp pin xe điện dự kiến sẽ được hưởng lợi nhiều từ sự tăng trưởng của ngành công nghiệp xe điện. Thậm chí, nhiều chuyên gia cho rằng, quốc gia nào có khả năng dẫn đầu ngành sản xuất này ở thế kỷ 21 sẽ giành được vị thế tương tự các cường quốc về dầu mỏ như ở thế kỷ 20. Một mặt, giá các loại nguyên liệu thô như lithium, coban đang có xu hướng giảm. Mặt khác, lợi thế quy mô của ngành sản xuất pin ngày càng tăng. Hai yếu tố này đang góp phần làm giảm chi phí sản xuất pin. Đồng thời, tính ứng dụng của các loại pin này ngày càng tăng cao, song hành với các phát minh của nhân loại lại càng thúc đẩy ngành này tăng trưởng cao hơn nữa. Elon Musk từng dự báo, đến năm 2022, thị trường pin rất có thể sẽ thiếu nguồn cung và Tesla sẽ tăng cường mua pin từ các nhà sản xuất pin xe điện Hàn Quốc, bao gồm cả công ty hóa chất LG. Tất nhiên, tốc độ phát triển nhanh cũng đi kèm với sự cạnh tranh gay gắt. Các doanh nghiệp sản xuất pin đang phải nỗ lực trên nhiều khía cạnh bao gồm tính bền vững, quy trình sản xuất ổn định, cạnh tranh, tính an toàn, tính hiệu quả. Giảm tác động môi trường xuống mức tối thiểu là một trong những mục tiêu quan trọng của các nhà sản xuất pin. Việc này đòi hỏi họ phải tìm nguồn cung ứng nguyên liệu thô bền vững, sử dụng các nguồn năng lượng sạch để cung cấp năng lượng cho quá trình sản xuất sản phẩm pin. Một số nhà sản xuất đang xem xét các giải pháp tái chế bằng cách thu hồi vật liệu từ pin hết hạn. Chiến lược của các nước đối với ngành công nghiệp pin. Giáo sư Kim Pin-su từ khoa kỹ thuật ô tô, Đại học Delim Hàn Quốc phân tích, cuộc cạnh tranh về pin giữa các quốc gia có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như rủi ro đầu tư, trợ cấp chính phủ và các vấn đề thương mại toàn cầu. Do đó, thị phần của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Các quốc gia phát triển ở châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc đều đang rất quan tâm đến ngành này. Trung Quốc đang tìm cách đảm bảo nguồn nguyên liệu thô cần thiết bằng chiến lược ngoại giao tài nguyên, trong khi Nhật Bản tăng cường kiểm soát nguồn dự trữ chiến lược với 34 loại kim loại quý hiếm như đất hiếm, coban. Hàn Quốc, không như hai quốc gia trên, không may mắn có được nguồn nguyên liệu kim loại cần thiết như nickel, coban, mangan
mà phụ thuộc hoàn toàn vào nguyên liệu nhập khẩu. Tất nhiên, chất lượng và khả năng sản xuất đại trà là rất quan trọng, nhưng đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu cũng cực kỳ cần thiết. Trong khi đó, Trung Quốc may mắn sở hữu nhiều mỏ kim loại, nguyên liệu phong phú. Có loại, họ nắm giữ tới hơn 50% trên toàn thế giới và thậm chí còn áp dụng chiến lược tài nguyên. Theo ông Kim Bin Su, các quốc gia muốn phát triển ngành pin cần chủ động về vấn đề mua nguyên liệu bởi bất kỳ sự gián đoạn nguồn cung nào cũng có thể gây ra khó khăn trong quá trình sản xuất pin. Thứ hai, cần phát triển công nghệ để thay thế các kim loại hiếm bằng vật liệu khác. Như vậy, họ mới có thể giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu thô nhập khẩu, dẫn đầu cuộc cạnh tranh khốc liệt, biến ngành công nghiệp pin thành động cơ tăng trưởng tương lai. Chiến lược của các nhà sản xuất ô tô điện. Các nhà sản xuất ô tô đang chuyển hướng sang tự sản xuất pin để nắm quyền chủ động trên thị trường xe điện. Không chỉ Tesla, hãng BMW của Đức đã đầu tư 200 triệu euro vào phát triển pin thương hiệu riêng trong 4 năm qua. Toyota của Nhật Bản cũng có kế hoạch đầu tư 13,3 tỷ USD để phát triển pin riêng. Trong nửa đầu năm nay, Phó Chủ tịch Tập đoàn ô tô Hyundai Chung Eun-sun đã có cuộc gặp với lãnh đạo 3 nhà sản xuất pin hàng đầu Hàn Quốc. Các nhà phân tích tin tưởng rằng, hợp tác giữa công ty ô tô Hyundai và 3 nhà sản xuất pin sẽ tạo nên một liên minh toàn diện trong ngành xe điện. VinFast sắp ra mắt 3 mẫu xe cỡ nhỏ hoàn toàn mới, liệu Fadin có bị khai tử? VF-E32, VF-E33 và VF-E34P là 3 mẫu xe hoàn toàn mới, dự kiến được VinFast giới thiệu và bán ra từ năm 2023. VinFast vừa công bố báo cáo quý 2 năm 2021 trên website chính thức. Trong đó, hãng xe Việt tiết lộ sẽ cho ra mắt 3 mẫu ô tô điện hoàn toàn mới từ năm 2023, bao gồm VF-E32, VF-E33 và VF-E34P, tương ứng với phân khúc A, B và C. Hồi cuối năm 2020, VinFast đã công bố 3 dòng xe sử dụng hậu tố 31, 32 và 33, nhưng 3 dòng xe này đã được đổi tên thành VF-E34, VF-E35 và VF-E36 để nhường tên gọi cho những dòng xe phân khúc dưới. Theo kế hoạch, VF-E35 và VF-E36 bắt đầu bán ra thị trường từ năm 2022, trong khi VF-E34 đã nhận đặt hàng từ tháng 3 và dự kiến giao xe đến khách hàng từ tháng 11 năm nay. Hiện tại chưa có thông tin về mẫu VF-E32, VF-E33 và VF-E34P, nhưng xu hướng thiết kế của VF-E32 và VF-E33 có thể sẽ ảnh hưởng từ hai mẫu premium chiến thắng ở phân khúc hatchback hạng A và hatchback hạng B trong cuộc thi bình chọn do VinFast tổ chức từ năm 2019. Nếu VF-E32 là một mẫu xe hạng A, không loại trừ khả năng hãng sẽ dừng sản xuất dòng xe VinFast Fadin và tập trung phát triển dòng xe điện đô thị VF-E32. Cả hai thiết kế này đều do Pininfarina chấp bút. Ngoài ra, VF-E34P có thể sẽ là phiên bản VF-E34 sử dụng động cơ xăng, nhưng không loại trừ khả năng là một phiên bản sở hữu kiểu dáng mới, phát triển dựa trên nền tảng khung gầm, động cơ của VF-E34. Ngoài ô tô, VinFast cũng hé lộ sẽ ra mắt thêm 3 dòng xe máy điện hoàn toàn mới trong tương lai, một trong số đó là mẫu Vento, hai mẫu xe còn lại thì vẫn là ẩn số. Trong quý 2 năm 2021, hãng xe Việt tiếp tục giữ ngôi vương phân khúc hatchback hạng A, sedan hạng E và SUV hạng A. Cụ thể, VinFast Fadin chiếm thị phần 62%, Lux A2.0 chiếm thị phần 87% và Lux SA2.0 thì chiếm thị phần 87%. Cả 3 mẫu xe này đều dẫn đầu phân khúc chỉ sau 18 tháng ra mắt thị trường. VinFast tham vọng vươn ra thế giới khi đã thành lập trụ sở tại Mỹ, Canada, Hà Lan, Đức và Pháp. Sản phẩm chủ đạo trong tương lai sẽ là ô tô điện. Cú bắt tay tại Vinbus của tỷ phú Đài Loan và cuộc họp kiến tạo một hành tinh thông minh 40 năm trước. Tôi cảm thấy Việt Nam là một mảnh đất đầy hứa hẹn, không khác gì Trung Quốc cách đây 15 đến 20 năm trước. Và thế là tập đoàn của vị tỷ phú Lưu Khắc Chấn đã đặt chân vào thị trường Việt Nam. Đầu tháng 12 năm 2020, một thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải sinh thái Vinbus thuộc tập đoàn Vingroup và Advantech Việt Nam đã ký kết. Hai bên sẽ cùng nhau nghiên cứu, hợp tác kinh doanh và hỗ trợ lẫn nhau tập trung vào nền tảng công nghệ và cơ sở vật chất kỹ thuật. Các giải pháp được đầu tư phát triển bao gồm camera AI giám sát hành vi lái xe, Wi-Fi cho hành khách, thiết bị giám sát hành trình, giám sát an ninh trong xe, phần mềm quản lý thông tin độ xe. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Tổng Giám đốc Vinbus phát biểu, Vinbus tin tưởng Advantech có khả năng cung cấp giải pháp toàn diện cho việc quản lý vận hành hệ thống xe buýt điện của Vinbus. Còn về phía thành viên của tập đoàn Advance, doanh nghiệp này đứng đầu bởi tỷ phú Đài Loan KC Lưu Khắc Chấn,
Hợp tác này là một trong những ví dụ tiêu biểu minh chứng cho mục tiêu ứng dụng và chuyển giao công nghệ của họ tại thị trường Việt Nam. VinBus và Advantech Việt Nam đã cùng nhau phát triển hệ thống quản lý điều hành xe buýt điện thông minh không khí thải. Cuộc họp để kiến tạo một hành tinh thông minh. Vào một ngày mùa đông mưa rả rích cuối năm 1983, trong một căn phòng nhỏ ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan, ba thanh niên người Đài Loan bao gồm Lưu Khắc Chấn, Khai Sử Lưu, Cha Lê Hổ và Chu Mê Hoang đã tranh cãi gay gắt về hướng đi tiếp theo cho cuộc đời của chính mình. Cả ba lúc đó đang là những nhân sự chủ chốt phụ trách các mảng nghiên cứu phát triển R&D và kinh doanh tiếp thị của Hewlett Packard HP, một tập đoàn công nghệ hàng đầu của nước Mỹ có chi nhánh tại Đài Loan. Ở độ tuổi chưa quá 30, những người đàn ông này khi đó thừa năng lượng và nhiệt huyết để cùng nhau làm một cái gì đó không chỉ để cho bản thân mình mà còn cho sự phát triển và thịnh vượng của quê hương mình. Và cho đến cuối ngày, trước khi kiệt sức đi với những tranh luận, phân tích và thậm chí là những mơ ước viển vông, cả nhóm đã đi đến thống nhất giao cho Casey Liu viết lên quyển sổ tay công tác có logo của hãng HP những gạch đầu dòng vắn tắt về việc sẽ cùng nhau thành lập một công ty có tầm nhìn, kiến tạo nên một hành tinh thông minh. Đó là ngày 8 tháng 12 năm 1981. Trang giấy ghi lại những ý tưởng và kế hoạch thành lập công ty Advantech được ông Lưu Khắc Chấn Casey Liu ghi lại trong buổi họp nhóm có thể được xem như là biên bản họp đầu tiên của ba nhà đồng sáng lập, đặt viên gạch sơ khai cho quá trình thai nghén và xây dựng nên tập đoàn công nghệ toàn cầu trị giá tới nhiều tỷ đô la Mỹ của Đài Loan Martin Advantech nhưng hiện nay. Từ người châu Á trưởng thành trong lòng tập đoàn Mỹ. Sinh năm 1954, khi chỉ còn là một cậu bé đang cắp sách tới trường, Casey Liu luôn chứng tỏ tư chất hơn người ở những môn học thiên về khoa học tự nhiên như là toán, vật lý và khoa học máy tính. Sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng hạng ưu ngành công nghệ thông tin tại trường đại học quốc gia Chiao Tung, NCTU, Casey Liu đã làm đủ thứ nghề liên quan đến chuyên môn của mình, kể cả việc buôn bán linh kiện điện tử, lắp ráp và sửa chữa máy tính để có thể kiếm được tiền sống qua ngày ở cái chốn thị thành đắt đỏ. Trước khi có được cơ hội đầu quân và làm kỹ sư cho hãng công nghệ HP của Mỹ có trụ sở tại Đài Loan. Ở đây, ông đã chứng kiến nhiều vị trí từ mặt chuyên môn kỹ thuật cho đến chức vụ quản lý các phòng ban khác nhau như kinh doanh, marketing, vốn không phải là sở trường của mình. Nhờ vào thái độ làm việc cực kỳ nghiêm túc, luôn cầu thị và sẵn sàng gạt bỏ cái tôi cá nhân để không ngừng học hỏi, ông đã trưởng thành một cách nhanh chóng với những thành tựu đáng tự hào ở một tập đoàn lớn của Mỹ, vốn có truyền thống không xem trọng xa rừng châu Á trong các lĩnh vực sáng tạo như công nghệ thông tin. Chính những năm tháng lăn lộn hết mình trong công việc tại HP như thế đã mang lại cho ông Lưu một kho tàng kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng thực tế đầy quý giá, giúp cho ông cùng với hai người bạn đồng chí hướng của mình đã nhanh chóng thành công khi quyết định ra riêng để lập nên công ty Advantech thuộc châu Á cạnh tranh một cách ngang cơ với các đối thủ sừng sỏ khác trong cùng lĩnh vực ở Mỹ và châu Âu. Năm 1987, sau 4 năm thành lập tại Đài Loan, lần đầu tiên bộ ba này đã quyết định tấn công vào thị trường Trung Quốc đại lục bằng việc tham gia vào một hội chợ chuyên ngành máy tính và phụ kiện máy tính được tổ chức tại Bắc Kinh. Sự xuất hiện của họ ngay lập tức đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của thị trường tỷ dân này. Chưa dừng lại tại đó, một văn phòng đại diện được thiết lập tại thành phố San Francisco, tiểu bang California, Mỹ trong cùng năm, rồi các chi nhánh khác được liên tục mở ra ở Đức, Pháp, Ý vào năm 1993, đánh dấu cho hành trình vươn ra biển lớn một cách tự tin của tập đoàn Advantech tại các thị trường quốc tế. Năm 2004, Advantech đã đạt được doanh số là 325 triệu đô la Mỹ từ việc cung cấp các giải pháp máy tính và mạng cho khách hàng trên khắp nơi trên thế giới. Đến nay, sau 38 năm cầm lái cùng với hai người bạn thuở thiếu thời trên cương vị chủ tịch tập đoàn Advantech, ông Casey Liu đã đưa doanh nghiệp này trở thành một trong những người dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất máy tính công nghiệp ở quy mô toàn cầu bằng sự hiện diện tại 27 quốc gia với hơn 6.000 nhân viên làm việc ở khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, thì tập đoàn này cũng đã liên tục mở rộng phạm vi hoạt động của mình bằng cách thực hiện chiến lược phát triển các sản phẩm và giải pháp trên nền tảng IoT cho các ứng dụng trong nhà máy thông minh, Smart Factory, giao thông thông minh, Intelligent Transportation System, ITS, quản lý lưới điện thông minh, Smart Grid, nông nghiệp thông minh, Smart Agriculture, thành phố thông minh, Smart City. Ông Lưu Khắc Chấn được xem là thuyền trưởng có công thành lập và phát triển Advantech thành nhà sản xuất máy tính công nghiệp và các giải pháp công nghệ hàng đầu thế giới hiện nay. Cho đến khối tài sản tỷ đô của vị tỷ phú thế giới. Năm 2008, Advantech được bình chọn là một trong 10 thương hiệu của Đài Loan nổi tiếng trên toàn cầu với giá trị thương hiệu lên tới 299 triệu đô la. Đến năm 2020, doanh nghiệp này đã vươn lên tới vị trí thứ tư và nhận được giải thưởng những thương hiệu giá trị nhất của Đài Loan.
Theo báo cáo quý 2 2021 do Advantech công bố, doanh thu của tập đoàn này đạt 14,42 tỷ đô la Mỹ chỉ trong vòng quý 2, cho thấy được khả năng phát triển của tập đoàn bất chấp những tác động xấu của đại dịch COVID-19, khiến cho chuỗi cung ứng chip của tập đoàn bị đứt gãy trên phạm vi toàn cầu. Chủ tịch của Advantech, Casey Liu, đã phát biểu tại hội nghị các nhà đầu tư vào đầu tháng 3 2021 rằng đơn đặt hàng trong quý 1 2021 của chúng tôi tăng tới 50% so với cùng kỳ 2020, kể cả khi vấn đề thiếu hụt linh kiện vẫn không hề thuyên giảm. Cùng với sự tăng trưởng bền bỉ của Advantech, thì khối tài sản cá nhân của vị chủ tịch 67 tuổi này cũng sinh sôi nảy nở theo. Đến nay, tài sản ròng của ông Casey Liu nắm giữ đã lên tới 2,5 tỷ đô theo công bố của tạp chí Forbes vào tháng 4 2021, và điều này đã giúp cho ông lọt vào được danh sách 50 người giàu nhất Đài Loan năm 2021 với vị trí thứ 19. Còn trên bảng tổng sắp toàn cầu thì vị tỷ phú này được xếp ở thứ hạng 1205. Khi được hỏi về bí quyết làm giàu, ông Casey Liu cho biết rằng với sự kiên trì, quyết tâm theo đuổi mục tiêu, có cộng sự trùng chí hướng cũng như khả năng nhìn xa trông rộng đã giúp cho ông đạt được những thành quả như hiện nay. Ba cuốn sách gối đầu giường. Là một con mọt sách đúng nghĩa như bản thân ông từng tự đánh giá, vị tỷ phú người Đài Loan này cũng chia sẻ rằng ông đã đọc rất nhiều sách và học được những bài học giá trị từ chúng để áp dụng không chỉ vào công việc mà còn giúp ích cho cuộc sống đời thường của mình. Ba trong số những quyển sách thuộc dạng gối đầu giường của ông Casey Liu là những thứ đã giúp ông tạo dấu ấn sâu sắc trong sự nghiệp phát triển nghề nghiệp của mình, đó là Xây dựng để trường tồn, Build to Last, Từ tốt đến vĩ đại, Good to Great, và Chiến lược đại dương xanh, Blue Ocean Strategy. Tôi thấy Việt Nam là mảnh đất hứa hẹn không khác gì Trung Quốc cách đây 15 năm. Sau gần 40 năm rong ruổi làm ăn ở khắp nơi, vào ngày 1 tháng 4 2018, Advantech đã chính thức đặt chân vào thị trường Việt Nam với sự ra mắt của công ty cổ phần Advantech Việt Nam Technology, Advantech Việt Nam, dựa trên cơ sở hợp tác giữa công ty TechPro và tập đoàn Advantech. Ông Chen Eho, nhân vật quan trọng số 2 và là một trong 3 nhà đồng sáng lập của tập đoàn Advantech, nhận định rằng: "Tôi cảm thấy Việt Nam là một mảnh đất đầy hứa hẹn không khác gì Trung Quốc cách đây 15 đến 20 năm về trước. Chúng tôi tin rằng Việt Nam sẽ trở thành trung tâm sản xuất lớn của thế giới trong các lĩnh vực mà Advantech đang triển khai." Cũng theo ông Chen Eho, thì Việt Nam là một thị trường tiềm năng với dân số đông, trẻ và có trình độ. Điều quan trọng hơn đó là chính phủ Việt Nam luôn có những chính sách cởi mở, khuyến khích và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào công nghệ để chuyển đổi mạnh mẽ theo xu hướng 4.0 thông qua tiếp cận và ứng dụng các công nghệ mới. Bên cạnh đó, thì phong trào khởi nghiệp lên cao tại Việt Nam cũng đã thu hút được sự quan tâm của các tập đoàn công nghệ lớn trên khắp thế giới tìm đến để đầu tư làm ăn. Bước chân vào Việt Nam, Advantech đã tích cực hợp tác với các trường đại học và doanh nghiệp nhằm đào tạo và chuyển giao công nghệ phục vụ cho sự phát triển ứng dụng trên nền tảng AIoT. Với sự hợp tác này tại Việt Nam, hàng loạt các sản phẩm, giải pháp của Advantech đã và đang được ứng dụng một cách rộng rãi, mang lại những hiệu quả thiết thực cho các đối tác, khách hàng trong nhiều lĩnh vực như điện lực, giao thông, xăng dầu hay sản xuất công nghiệp cùng nhiều lĩnh vực khác. Đang sở hữu liên doanh pin lithium doanh thu hàng trăm tỷ đồng với LG Chem, vì sao Vingroup vẫn thành lập thêm VinES cùng lĩnh vực? Liệu có khả năng Vingroup sẽ tự mình tham gia vào lĩnh vực sản xuất pin xe điện đang là xu hướng nổi trội trên toàn thế giới? Tập đoàn Vingroup VIC vừa công bố thành lập công ty cổ phần giải pháp năng lượng VDS, đặt trụ sở tại tòa nhà văn phòng Symphony, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Long Biên, Hà Nội. Công ty có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng do Vingroup góp 51%, ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn góp 48,5%, chủ tịch VinES là bà Mai Hương Nội, một trong những lãnh đạo chủ chốt của tập đoàn. Theo đăng ký kinh doanh, VinES sẽ tập trung chủ yếu vào việc sản xuất pin và acquy, một trong những cấu phần quan trọng nhất của ngành công nghiệp sản xuất xe điện mà Vingroup đang đặt làm trọng tâm và có tham vọng phân phối trên toàn cầu. Trên thực tế, Vingroup đã tham gia vào lĩnh vực sản xuất pin từ cuối năm 2018. Khi đó, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và kinh doanh VinFast là thành viên của Vingroup đã hợp tác với LG Chem trong việc sản xuất các dòng pin tiêu chuẩn quốc tế. Pin sản xuất từ liên doanh này được sử dụng cho xe điện và các sản phẩm công nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup. Bản thân LG Chem là một trong những nhà sản xuất pin lithium ion hàng đầu thế giới, có mối quan hệ hợp tác với nhiều hãng sản xuất điện thoại di động, xe điện, xe hybrid. Nhà máy của liên doanh VinFast LG Chem đặt trong khu phụ trợ, tổ hợp sản xuất ô tô VinFast, Cát Hải, Hải Phòng. Công ty được thành lập với số vốn điều lệ 291 tỷ đồng.
VinFast sở hữu 65% và LG Chem sở hữu 35%. Năm ngoái, doanh thu từ liên doanh này ghi nhận gần 400 tỷ đồng. Ngoài ra, báo cáo tài chính hợp nhất của Vingroup còn cho thấy một công ty con khác trong lĩnh vực sản xuất pin và ắc quy là công ty trách nhiệm hữu hạn Pin Lithium VG, thành lập tháng 7 năm 2020. Tuy nhiên, công ty này mới đây đã thông báo giải thể do trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp không hiệu quả. Hiện nay, các thành viên không thống nhất được phương án để tiếp tục hoạt động kinh doanh. Doanh số bán pin xe điện toàn cầu đã tăng mạnh trong năm nay nhờ xu hướng chuyển đổi sang các dòng xe thân thiện với môi trường. Nhu cầu xe điện đang tăng lên khi các quốc gia nỗ lực giảm lượng khí thải carbon và người tiêu dùng đón nhận nhiệt tình với sản phẩm. Các nhà sản xuất ô tô như Volkswagen AG và Ford Motor đang đầu tư thêm hàng tỷ USD để cho ra mắt thêm các mẫu xe điện, trong khi Tesla vẫn đang công bố doanh số ấn tượng hàng quý. Các nhà sản xuất Trung Quốc đang dẫn đầu sự tăng trưởng của thị trường. Theo công ty nghiên cứu Canalys, doanh số bán xe điện ở Trung Quốc có thể tăng hơn 50% trong năm nay. Các công ty Hàn Quốc thì cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao nhờ nhu cầu xe điện ở châu Âu gia tăng. Doanh số bán hàng tại LG Energy Solution và SK Innovation tăng hơn 2 lần trong 4 tháng đầu năm, trong khi Samsung SDI cũng tăng trưởng hơn 88%. Quý 2 năm nay, LG Chem, Hàn Quốc, đối tác của Vingroup đã công bố mức lợi nhuận ròng kỷ lục, một nguyên nhân quan trọng nhờ doanh số bán pin xe điện tăng cao. LG Energy Solution, công ty con chuyên về pin của LG Chem, đạt doanh thu 5.100 tỷ won, tức 4,4 tỷ USD, và lợi nhuận hoạt động 815 tỷ won, tức khoảng 709 triệu USD. Công ty cho biết, doanh số bán hàng đối với sản phẩm pin xe điện dự kiến tiếp tục tăng nhanh trong quý 3. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Passion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ. Khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV. Hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua Bí ẩn Sử Việt cùng nhiều kênh YouTube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Passion Studio mang đến những giá trị thiết thực.